Chắc chắn. Không. Chắc chắn. My full name is so special as Nguyễn Thanh Thanh Thu. Hi, my name is Hi guys. My name is Lu. And I am 28 years old. And at the moment, I am looking for ID. No. The birthday of uncle. The special day in May. It's Mother's Day. It's Mother's Day. Oh. Oh, Mother's Day. Mình rất là yêu mẹ. Always. Always. Thì ngày nào cũng yêu luôn. Có, tất nhiên. Thấy mẹ kiểu rất vĩ đại. To bụng. Yes, I love mom. Thế là mẹ mình không bao giờ có những cái sự cau kỉnh. Có những khi mình cãi lại, có những khi mình thế này thế kia, nhưng mẹ mình cảm giác như mẹ không bao giờ nổi giận với mình. She loved me a lot, which is you can feel that. Yeah, just like she cooked for me, she cleaned for me, everything she did. Cái đấy thì nó, mặc dù nó cũng rất là đại, đa phần là đại nên thỉnh thoảng thì không thu xin. Mình không có nhiều thời gian cho mình, mà có cái tự giác quá lớn là mình cũng có chuyện nhiều với các này. Nhưng mà con được on the phone right now. Okay. Ấy. Ôi chắc là mẹ mình sẽ nghĩ là mình đi sinh tiền lắm. Chị kiểu chú á? Ừ. Gọi điện mẹ á? Ừ. Ồ. Nói là con yêu mẹ. Đám cưới nghe gì cả rõ không? Đó. Ok. Con yêu mẹ. Rồi. Con yêu mẹ. Con đèo về con qua luôn cho tiếng Anh á. Mẹ ơi. Con yêu mẹ. Con yêu mẹ. Thế mẹ thấy thế nào? Ôi trời. Alo. Mẹ à. Mẹ. Con đây. Ai đấy? Thôi rồi này, nói luôn. Không có được gì cả, nên là chỉ muốn nói là con rất là yêu mẹ. Thế nhá. Thank you, cảm ơn con. Thank you, cảm ơn con. Thế nhá, thế nhá. Ơ mẹ ạ. Con bảo này. Mẹ làm gì đấy? Có cái gì? Mẹ đang làm gì đấy? Mẹ đi chợ. Mẹ đang đi chợ á? Dạ, bây giờ con nói một điều thế này nhá. Mẹ ơi, con yêu mẹ. Thôi bố mẹ con kể nữa nhá. Mẹ chỉ cần biết thế thôi nhá. Ok, con yêu mẹ nhá, thế thôi nhá. Bye bye. Đấy, chị ấy thôi. Lúc nào cũng thế mà. Hello mẹ à. Mẹ làm gì đấy? Đang ngồi chơi thôi. Con yêu mẹ rất là nhiều. Con yêu mẹ rất là nhiều. Con hoàn toàn bình thường. Nó đâu có ai có thể nói cho. Mọi khi